Gần như là ổn định 100% rồi. Quá đẹp. Thế nào thấy chưa? Kết quả đấy, quá tuyệt vời. Sữa non Alpha-Lipid Nafly đấy, kháng thể là như vậy đấy. À, chị cho thiên hạ biết xem là cảm nhận của chị bây giờ là như nào. Mới đầu thì thực sự ra mình không tin, xong là mình uống một thời gian, hiện bây giờ là 4 lon rồi. Sau lon thứ 5 thì mình thấy chân ổn định, mới đầu mình tưởng là chắc chân là phải cưa, con là cứ bảo là phải cưa chân. Phải khoét đi, không nhận mới đầu sợ lắm ấy. Thế là xong rồi uống thì xong các chị dâu còn bảo là thôi thì sao, tại sao mà để thím gan thế này, chân tay thế này. Rồi kệ, thế là cứ hàng ngày cứ đắp sữa, mình cứ kiên trì thôi mới động chắc. Chủ yếu là mình uống nước nhiều. Đúng rồi. Sữa này mà uống ít nước là có chịu cũng chịu được. Người nó làm sao mấy ông đầu vào tư hưởng bảo từng người chị làm sai, chị uống ít nước và chị uống ít nước và nhiều nước vào. Thế là thành quen, uống được nhiều nước, mọi thứ tốt, tốt mà. Sữa này cũng tốt, mình cũng tốt. Bây giờ mình cũng tin, đúng là tin 100% rồi, tạo phải được 90 rồi. Bên này thì này, này quá là tuyệt vời rồi. Okay. Không ngờ chân mình được khỏi như thế này. Quá đẹp. Bắt đầu cũng căng thấu kỉnh với chú này nhá, vào cũng khó chịu mà. Bởi vì không tin. Không tin đâu, chân sợ lắm ý. Bao tiền thuốc ở bên phụ hưởng. Không phải, nó cứ lùng vùng trong này cả một đống này, nó còn đỏ chót. Vẫn còn hình, vẫn còn đỏ chót ấy. Còn nguyên, đầy còn nguyên hết. Không mất đi đâu cái gì cả. Em còn giữ nguyên mà. Yeah, lấy cái kết quả đấy bây giờ đi lan tỏa thôi. Kể cả bên này thế, có phải như thế này đâu. Mà nói thực ra là cả cái những cái vết bên trên này nhá, nó mà nổ ra nó bung ra hết. Đấy bung ra thì bây giờ lại không bung được, từ ngày đây không bung nữa. Thì cái chỗ này nó còn liền hết như thế này thì bên trên bung nào được. Trời mới đầu sợ thật, nó cũng dùng tận chỗ này. Quá đẹp. Rồi. Thôi bây giờ cố gắng mỗi tháng bán khoảng 2.000 lon sữa thì đừng bán nhiều. Mỗi tháng bán 2.000 lon là thu nhập từ 80 đến 90 triệu rồi. À 60 đến 80 triệu rồi. Tuyệt vời. Lấy kết quả này kể chuyện thiên hạ thôi. Có gì đâu, đấy cả nhà thấy chưa? Nỗ lực kiên trì thì cái gì cũng ok hết. Nó đỏ như là miếng thịt lợn đỏ ấy. Quá tuyệt vời. Chân đỏ. Đấy. Đấy nhá, cả nhà nhớ nhá, đây là nhà phân phối chị Hạ ở cổng đèn bà chú kho. Rồi ok, đến mai. Hay quá. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều.